Tiểu cô nương à, đừng có sợ, hãy lại gần đây. Đúng rồi đó, đừng có cách xa, lại gần đây cho anh nặng cái nha. Không, không, làm ơn tha cho tôi đi. Tôi sẽ mang ơn hai người lắm. Đừng có sợ mà, da anh đầy gai nhưng mà mịn màng lắm, tới đây sờ một miếng đi. Oh yeah, đúng rồi đó, đừng có ngại mà, hãy tới đây đi, cho anh phi. Oh yeah. Không, không mẹ. Tôi đã có chồng rồi. Đừng, đừng làm vậy với tôi mẹ. Tên khốn kiếp, người là ai? Chỗ bọn ta đang vui vẻ, người biến đi. Đúng, đúng rồi đó, hãy biến đi. Ở đây làm chi, để rồi lát nữa sẽ ăn hành phi. Không nói nhiều. Cảm ơn ngài nhiều lắm. Ngài đã cứu tôi. Ngài có muốn tôi đền đáp gì không mà? Không cần. Bác Giới à, tại sao giờ này Ngộ Không chưa về hả con? Dạ, sao sư phụ lại hỏi con? Con cũng không biết nữa, nhưng mà nghĩ lại cũng kỳ lạ. Thường ngày cái con khỉ khô đó, nó đi nhanh lẹ lắm mà. Chắc là nó gặp mấy con khỉ cái, chết mê chết mệt rồi á sư phụ. Ai, ta lo Ngộ Không gặp chuyện gì, lỡ đâu Ngộ Không gặp được yêu quái quá mạnh đánh không lại thì sao? Ha 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 ha, sư phụ lo xa quá à. Biết bao nhiêu con yêu tinh chết mà có thấy đại sư huynh chết bao giờ đâu. Vừa nhắc đã về rồi kìa. Có đồ ăn rồi, có đồ ăn rồi. Sư La la phụ, la la. con về rồi, mời sư phụ ăn trái cây. Giỏi lắm Ngộ Không mà. Có đồ ăn rồi, có đồ ăn Bác rồi. Giới, Hả? từ từ rồi ăn. Ta hái nhiều trái cây lắm, sư phụ ăn không hết đâu. Ra đây, ta có chuyện muốn hỏi đệ. Quái lạ, thường ngày cái con khỉ đột này toàn lấy cái cây thiết bản đập vô trong cái mông của mình không à. Sao bữa nay lại hỏi mình nữa? Có chuyện gì vậy đại sư huynh? Bác Giới, cho ta hỏi, thế nào là tình yêu vậy? Hả? Trời ơi, sư huynh, nay sư huynh bị sao vậy? Sao sư huynh lại hỏi cái câu đó? Nhưng mà đệ rất là thích cái vấn đề này. Để đệ kể cho nghe nha. Tình yêu là một cái thứ gì đó rất là đặc biệt, khiến cho đôi trai gái không thể nào mà rời xa nhau được. Em đã cố gắng hết sức rồi. Bọn yêu tinh đó quá mạnh. May nhờ một đạo sĩ Lông Lá, anh ấy đã cứu em. Đúng là vô dụng mà. Ta đang luyện môn tà công mới, môn này rất là cần nhiều yêu khí. Vậy mà ngươi không bắt được con nào cho ta, ngươi hãy nhanh chóng đi tìm, nếu không ta sẽ dùng ngươi để hút hết yêu khí bây giờ. Còn thỏ tinh kia, vậy mà đòi làm phu nhân của ta, biến đi. Đúng là đang ghét. Từ ngày anh ấy luyện môn võ công đó, anh ấy đã thay đổi đi rất là nhiều. Anh ấy không còn như trước nữa. Bây giờ mình biết tìm yêu tinh ở đâu chứ? Bọn yêu tinh vô cùng hung dữ. Này cô em, hả? sao lần trước em biến lệ làm cho anh lòng tái tê nhẹ, em hãy lại gần đây cho anh hung cái nha, anh sẽ làm cho em phê mà. Hả? Tên yêu quái lần trước mình không đánh lại hắn, mình phải chạy thôi. Sao em lại chạy thế? Anh chỉ muốn bế em thôi mà. Đứng lại đi, mình cùng thân mật nha. Sau đó hai đứa mình cùng bè 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 bè. Nhâm 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 nhâm. Bác Giới à, cho ta hỏi, tại sao Ngộ Không lại trầm tư đến như vậy? Từ khi Ngộ Không đi hái trái cây về, nó cứ nhìn về hướng của khu rừng đó không à. Dạ, sư huynh đã thích một con thỏ tinh rồi đó sư phụ à. Sư huynh động lòng phàm rồi đó. Sư huynh dặn con là không được nói với người khác. Sư phụ đừng có nói với sư huynh là con nói nha. A Di Phò Phò, người xuất gia sao lại động lòng phàm chứ? Cứu, hả? cứu, cứu, cứu tôi với, cứu tôi với. Yêu quái muốn giết tôi. Giọng của cô ta hay sao? Dừng lại. Hả? Thôi thấy mẹ rồi, lần này má sẽ nhận không ra, xin đại thánh già tha mạng. Tên phiền phức, biến
tiên đi. Sư phụ ơi, sư phụ ơi, làm ơn cứu tôi đi. A Di Phò Phò. Thí chủ à, thí chủ cứ yên tâm đi. Thí chủ sao cô nương mà lại đi trong rừng một mình thế này? Trời ơi, con gái nhà ai mà sao đẹp quá trời quá đất vậy? Tí nữa phải xin info mới được. À, trời ơi, hello, hello cô nương. Bác giới, tự chủ bản thân đi con. Chùi nước miếng đi, làm gì chảy nước miếng dữ vậy? Xin thí chủ bỏ qua lỗi này. Thí chủ đi một mình vô cùng nguy hiểm. Dạ, dạ thưa sư phụ, cảm ơn lòng tốt của các người. Nhưng mà tôi phải đi tìm một số nhiên liệu quý về cho chồng tôi. Sư phụ ta nói ở lại đảm bảo an toàn thì cứ ở đây cô nương. Hả? Đại sư Long Lá lại là người nữa à? Trời ơi, thì ra sư huynh đã động lòng phàm với con thỏ tinh là người này. Đẹp quá trời quá đất luôn. Sư huynh thiệt là lợi hại. Mình đến sao rồi, không thể xin info được. Thiện tài, thiện tài. Thí chủ đã từ chối như vậy thì các con đừng có níu kéo nữa. Cứ để thí chủ tự do mà đi đi. Ở ngoài rất là nhiều yêu quái, có thể giết cô bất cứ lúc nào. Nhưng mà tôi phải về, tôi phải đi giúp chồng tôi không ở đây được. Sư phụ ơi, con có một cái ý kiến này nè. Tại sao sư huynh không đưa người phụ nữ này về tận nhà luôn đi? Lúc đó vừa an toàn cho cô ấy, mà cô ấy vẫn có thể tự do. Bác giới, ngày hôm nay sao thông minh quá vậy? Đúng rồi đó, Ngộ Không mà. Còn hãy đưa vị cô nương này về nhà của cô ấy cho an toàn đi. Tôi về tới nhà rồi. Cảm ơn đại thánh gia nha. Cô nương vào nhà đi. Tướng công à, người về rồi sao? Yêu quái đâu? Không có. Mùi không bắt được yêu quái nào cả. Tại sao huynh lại luyện môn võ công tà đạo đó chứ? Chúng ta như xưa không phải tốt hơn à? Ta sắp chín mùi rồi. Môn võ công này khi luyện thành thì sẽ trở thành vô địch thiên hạ. Không có yêu quái nào hay sao? Ta đã từng nói nếu không có, người sẽ thay thế chỗ đó. Tại sao lại có tiếng la của cô ấy? Không xong rồi, không xong rồi. Khốn kiếp, một tên yêu quái đang tấn công cô ấy hay sao? Tiểu cô nương, cô nương có sợ hay không? Làm ơn tha cho anh ta đi. Anh ta chỉ làm đường lạc lối mà thôi. Không. Ngộ heo à, tại sao sư huynh còn lại buồn đến như vậy? Sư phụ con ghét cái tên ngộ heo lắm. Ngộ năng mới dễ thương hơn. Con cũng không biết nữa. Từ khi cô gái đó chết, sư huynh lại buồn đến như vậy. Thôi, đến lúc lên đường rồi. Ngộ Không à, nhanh chóng lên đường nào con, đừng buồn nữa. Dạ, sư phụ. Thì ra đó chính là đường tăng. Lần này ta có cơ hội trở thành ma vương rồi.